Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 13 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Sau đây xin mời mọi người cùng xem chủ đề của phần 13 này nhé. Trung Quốc 2021 niên chẳng có 900 yê Trung Quốc 2021 Trung Quốc vào năm 2021 Chán dồ là sẽ có, từ chán không là sẽ. Chán dầu này mình có thể đổi bằng huy dồ cũng được. Chiểu bài quan pi dê Sơn 9 triệu sinh viên tốt nghiệp, pi dê là những người tốt nghiệp. Đó. Và sau đây xin mời mọi người cùng xem nội dung chi tiết. Chiên Trung của giáo bộ sơ, gần đây Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết ở lĩnh ở ghi nền, vào năm 2021, trẻn của cao xeo, cao xeo là các trường đại học và cao đẳng, như vậy là các trường đại học và cao đẳng toàn quốc, trẻn của là toàn quốc. Chẳng dù chiếu bài quanh, ta sẽ biết sơn sẽ có 9 triệu sinh viên tốt nghiệp. Với bài quanh là một triệu thì chiếu bài quanh là 9 triệu bị truy nén tố là sản sử vụ quan rỉnh so với hồi năm rồi tố là là nhiều hơn san sử vụ quan rỉnh một quan là bằng 10 ngàn thì sản sử vụ quan rỉnh là 350 ngàn thì ngay cái cụm này mình dịch là nhiều hơn 350 ngàn người so với năm rồi mình đọc lại cái slide này cho mọi người nhé Chiên rơ Trung Quốc giao dịch bộ biểu sơ 2021 nền chuyển của cao xeo

năm rồi. Giáo dư bu hở chí tha bu mệnh. Giáo dư bu là bộ giáo dục. Hở chí tha và các ban ngành khác của mệnh. Đừng dịch là bộ môn ha. chỉ đi là khác. Vậy chí tha bu là các ban ngành khác. Y chỉ chua là hình tua. Cùng nhau làm rất nhiều. Bây giờ mình tìm cái từ trung tâm của nó là gì nè. Làm rất nhiều cái gì. Rồi y chỉ chua là hình tua cung chua hành tố cung chua tức là làm rất nhiều việc từ trung tâm của nó từ cung chua rồi những cái việc đó như thế nào những việc này như thế nào nè băng ru ta sẽ bi dễ sơn trào cung chua hoa chuang dê giúp cho các sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm hoặc là tự sáng nghiệp tức là tự lập nghiệp chuang dê là sáng nghiệp tức là lập nghiệp rồi,、right. mình 教育部说，从去年秋天开始，教育部和其他部门一起做了很多帮助大学毕业生找工作或创业的工作。 sống a 17 a y nén ngủ yê thì mình dịch là từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 sống a lính a y chi của khai ban, pin châu quốc là toàn quốc từ chiang hồi nãy mình có cái nghĩa là sẽ khai bán là bắt đầu tổ chức khai là khai sở còn cái từ ban đây tức là chỉ ban là tổ chức khai ban là bắt đầu tổ chức trao phiên là tuyển dụng trao phiên trô tức là cái tuần lễ tuyển dụng như vậy là từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 toàn quốc tức là cả nước sẽ bắt đầu tổ chức tuần lễ tuyển dụng kỳ trơ xe pi tờ ta sẽ sớm rồi chia sau so cũng cho chí huê Chia sau cũng cho chí, 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 chí huệ Tức là giới thiệu những cơ hội công, công việc Giới thiệu những, những cơ hội công, công việc Rồi bây giờ kể, kể ai đó mới làm gì nè Kể trơ xe, xe bí dê tờ ta sẽ sân sau cũng cho chí huệ Như vậy là giới thiệu cơ hội công việc Cho các sinh viên tốt nghiệp Bí dê tờ ta sẽ sơn. Mình đọc lại ha

Na xe ở đây mình phải xác định từ trung tâm của nó như vậy là Na xe cung xưa từ Na xe này là từ trung tâm của nó là cung xưa Na xe cung xưa và những cái công ty đó những công ty đó những công ty đó như thế nào thì mình phải dịch cái phần định ngữ phía trước của nó Na xe suy dò trao pin ta sinh từ cung xưa và những cái công ty cần tuyển dụng những cái sinh viên đó rồi, những công ty mà cần tuyển dụng các sinh viên Na sẽ suy giao cho phim ta sẽ sinh sư Dè nẫn cân khoai Cũng có thể nhanh chóng hoặc là nhanh hơn Dè nẫn là cũng có thể là cân khoai là càng nhanh hơn Nhanh hơn như thế nào? Cân khoai thờ ta trào tao là tìm được Tìm được gì? Trào tao rỉnh là tìm được người Rồi người như thế nào thì nó nằm phía đằng trước Trào tao thăm ảnh suy tờ rỉnh tìm được những người mà họ mong muốn hoặc là họ cần tham mệnh suy giao tờ người mà họ cần như vậy là và những cái công ty muốn tuyển dụng sinh viên cũng có thể nhanh chóng tìm được những người mà họ cần mình đọc lại cái slide này ở na sẽ giao ta sẽ xưa về nẫn cân khoai <laughs> tờ trào tờ Cân chư lẻo chè Lẻo chè đây là biết Nó có nhiều nghĩa nữa à, Tìm hiểu gì đó Bây giờ cân chư lẻo chè mình có thể nói gọn là Chư lẻo chè được biết Cơ cơ ta học Hải chen chai sen sang sen xa Ban trao phiên hổ tung Được biết này Cơ cơ ta sẽ là các trường đại học Hoặc là từng trường đại học một Từng trường một Rồi cơ cơ ta sẽ hải là còn chen chai từ chen là sẽ chai là ở đâu đó xong rồi mới làm gì chai sen sang hở sen xa ở trên mạng tức là online và sen xa là ngoài mạng ở trên mạng và ngoài mạng rồi mới pan trao pin khổ tung pan này là chỉ ban là tổ chức trao pin khổ tung là các cái hoạt động tuyển dụng như vậy mình dịch là được biết các trường đại học còn tổ chức các hoạt động tuyển dụng trên mạng và ngoại mạng. Truy lẻo trẻ, các các đại học sẽ còn tổ xa, trên trao hộ tông. Trung ta sẽ sớm tổ dê hô, sư y sẽ sân dê hô. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp Chào cung cho sư dĩ chen ta sư tìm việc Đó là một cái chuyện lớn Ở Trung Quốc Những sinh viên sau khi tốt nghiệp Và đi tìm việc đó là một chuyện lớn đấy Chê chín chì nén mấy năm gần đây Mình có thể bỏ từ chi cũng được chín chì nén lại Hay chín chì nén cũng được Dù yê lại yê tố tờ Bi sân Ngày càng có nhiều những sinh viên tốt nghiệp lại dở là chọn lựa hoặc là chọn chứ chịxoan là tự lập nghiệp luôn không phải đi làm thuê ví dụ mở ra kinh doanh cái gì đó hoặc là tự sáng tạo ra cái gì đó à để buôn bán chẳng hạn và đó là nội dung của bài sau đây mình sẽ đọc lại một lần cho các anh chị và các bạn cùng nghe nhé Và cái phần này chính là cái phần để cho mọi người luyện nghe đây. Vừa rồi mọi người đã nghe mình giải thích chi tiết rồi. Bây giờ chúng ta luyện nghe thì có thể không nhìn lên màn hình nữa để xem là mình nghe mình có hiểu hết hay không. Nếu mình nghe mà chưa hiểu hết á thì mình phải nghe nhiều lần thì từ từ mình sẽ nhớ. Sau đó kể là thật là trôi chảy lưu loát thì xem như là mới thành công. Kể lại mà không được nhìn nhé. Rồi, xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Xin <laughs> 中国教育部表示，二零二一年全国高校将有九百万大学毕业生，比去年多了三十五万人。教育部说，从去年秋天开始，教育部和其他部门一起做了很多帮助大学毕业生找工作或创业的工作。 从二零二一年五月十七日到二十三日，全国将开办招聘周，给这些毕业的大学生介绍工作机会，而那些需要招聘大学生的公司也能更快地找到他们需要的人。 根据了解，这个大学，各个大学还将在线上和线下办招聘活动。在中国，大学生毕业后找工作是一件大事。最近几年，有越来越多的毕业生选择自己创业。 và đến đây thì mình xin kết thúc phần 13 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả chúc mọi người cùng gia đình vượt qua cái mùa dịch khỏe mạnh an lành à, mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé xin chào mọi người